Chào mừng các bạn đã đến bản tin 24 giờ của tôi. Sau đây phần tin: dân mạng đồng lòng bảo vệ khi Phạm Hương bị nghi phẫu thuật thẩm mỹ. Sau một bình luận phân tích nghi án phẫu thuật thẩm mỹ của một dân cư trên mạng, hàng loạt fan Việt đồng lòng lên tiếng bất bình thay cho Phạm Hương. Mới đây, trong một hội kín đáo cho các bà mẹ bỉm sữa trên Facebook, vừa xuất hiện một chủ đề bàn luận về Phạm Hương phẫu thuật thẩm mỹ. Theo đó, chủ nhân Topic là một fan trung thành với chương trình Việt Nam Next Top Model mồ đầu tiên chính, vì thế tài khoản Facebook này cho biết từng quan sát kỹ về vóc dáng Phạm Hương trong các bộ thi này. Sau khi dành một số lời khen, Phạm Hương như nụ cười rạng rỡ, thần thái tốt, body đẹp, bản lĩnh khôn ngoan, tài khoản tiếp tục mổ xẻ nhân sắc, hoa hậu nền hàn vũ Việt năm 2018, 5 năm chứng kiến các cuộc thi và đạt độ chính như bây giờ, nhưng không thể đạt được biến một người từ cầm một mẫu và trẻ đôi giữa thành chiếc cầm vali như bây giờ. Chưa kể mũi thấp thành cao, và trước khi đi nét tóc Hương còn gầy hơn bây giờ, tạo mặt Hương to, cầm hai ngấn, mặt to nhiều thịt, thực sự sao bây giờ là một bộ mặt hoàn toàn khác, từ cái điệu mồm khi nói với người khác 100%, tài khoản này bình luận về nhan sắc Phạm Hương khi còn tham gia nét tóc model. Topic đã được đăng ký tới thu hút hàng trăm bình luận từ các người Facebook khác, tất cả đều đồng loạt phản bác ý kiến của nhân Topic này. Họ cho rằng việc phẫu thuật thẩm mỹ là quyền tự do của mỗi người nếu bạn muốn đẹp. Hơn nữa, không phải phẫu thuật xong đều cũng đều đẹp hoàn hảy khi Phạm Hương vẫn mạnh mẽ, sang sảng và mừng. Ngoài ra, bộ phận lớn đã bình luận cho cách cho rằng hiện tại Phạm Hương đang đứng trước vào cuối cùng Hoa hậu 2015, vì thế là người đầu dân. Tất cả mọi người tạo nên động lực hơn nữa để tìm kiếm khuyết điểm của bát tinh thần. Cảm ơn các bạn đã đến phần tin và hiện lại những phần tin tiếp theo.